hỏi cổ sắc Dimitri về xu tăng đóng mức nào. Tân Bận với khuyến mãi 30% giá trị thẻ cao. Những ngày khuyến mãi lên tới hàng triệu đồng khi đăng ký tài khoản hoặc nạp thẻ thành công từ 50.000. Tonic game đang giảm giá 70% và hàng loạt mini game đa dạng và đầy đủ các trò chơi Free Fire, Liên Minh, Liên Quân. Nhanh tay chỉ cập sắc Dimitri.com, sắc chính chủ và duy nhất của Dimitri. Lưu ý mọi đường liên kết là giả mạo nha bà con. Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình chính là Dimmy Kute Formewe. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký để cho kênh channel của mình và Hiya đạt được được vậy, đạt được nhiều sub hơn nữa nghe. Tại tôi sắp 3 triệu sub rồi đó. Đúng rồi, mình sẽ cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Ủa, mà thấy cái bóng dáng của ai vậy? Cái này con vậy rồi đâu. Vậy đó Mon. Hôm nay qua đây yêu đời vậy? Hôm nay á, tôi mới tỏ tình thành công mấy mấy đó. Đời ơi. Ừ. Ê, bố tôi kể ông tỏ tình chứ vậy? Trời ơi, thì qua đây tôi cảm ơn tôi làm một món quà. Ông đó cảm ơn thì phải cho quà thì mới chịu. Ờ thì tôi mới nói cho quà mà không muốn quà, không muốn hồi. Chẳng luôn, kêu mày mày chia tay luôn. Ơ kìa, ơi. Thì cái quà gì, quà gì? Đặt số nè. Gì vậy? Để tìm. Đây, chính là sao ta? Cổ máy trái tim. Wow. Cổ máy trái tim. Ai sao cầm rồi đặt nó xuống coi. Máy trái tim là làm gì? Từ từ. Ây cha. Gì vậy? Ờ, là gì vậy? Được rồi. Để tôi giải thích luôn nè. Nói chung là cái cổ máy trái tim này á, là nếu mà tôi cầm cái này mà tôi đánh vô ai thì người đó sẽ tạo một cái đường trái tim để mình chui vô đó xem bên trong trái tim sẽ có cái gì đó. Wow. À. Ê sao đây bị lắc quá vậy? Đúng rồi. À. Bấm. Trời ơi là trời. Ui ơi, thì ra đây là trái tim của bạn hả? Ôi ơi, sao hôm nay bạn đi nói đây, chuyện đây. Nhẹ nhàng dữ vậy bạn Doraemon? Tại vì tôi thích nói chuyện như vậy đó. Còn bây giờ tôi nói chuyện theo kiểu Doraemon thì nó sẽ như vậy nè. Trời ơi. Hả? Giờ ôi là trời. Thôi, hôm nay chào mừng. Ê, mọi người. Sao nhìn bạn hôm nay ốm ốm á? Ốm ốm như lùng lùng sao đúng không nha? Người ta đang tập giảm cân đó. Để mày trời ơi, mày vô cái ơi hả? Cô mày vô cái tim của tao thì mày để tao nói đi. Thằng quỷ mập này. Trời ơi, giúp mày ơi. Đau quá đi, trời đừng có làm nữa. Em dặn để tao giới thiệu cái được không? Chào mừng tụi bay đã quay. À không, chào mừng tụi bay đã lọt vào trái tim của Hi. Ha 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 ha. Nhưng mà quan trọng bây giờ mình đi cái trái tim nào đây? Ở trong đây tôi thấy có tới 3 cái trái tim lận đó. Trong đây là ba cổng thằng ngu Doraemon kia. Trong đây là ba cổng Doraemon. Alo. Ôi giời ơi. Tại sao tôi làm ba ba cổng trái tim? Trái tim của tôi chia làm ba ngăn. Ngăn đầu tiên là ngăn yêu thích, ngăn tiếp theo là ngăn nỗi sợ, ngăn tiếp cuối cùng là ngăn ghét. À thì ra là thế. Trời ơi mắc cười ghê. Ok được rồi, thì bây giờ tôi sẽ đi vô nỗi sợ. Ây da, mày nỗi sợ hả? Để xem nỗi sợ của Hi Ha là gì coi. Ây da trời ơi, cái gì vậy? Ai ai đừng có đá đó. Trời ơi bò. Cái tiếng gì? Vô đây, vô đây, vô đây. À, trời ơi, ủa cậu chỉ sợ chuột mà đâu em ơi. Ôi ơi, thứ hai thứ ba đó. Hả? Tự tụi nó giùm tôi đi, đây nỗi sợ của tôi mà. Có bảo bối giùm Doraemon, cậu phải lấy ra cậu giúp tụi mình đi. Ơi, bắt cô đi. Bắt cô đi. Bắt tụi nó đi giùm mày à. Ê, tôi đập cậu bây giờ nha Doraemon, cậu phải tìm cách nào đó giúp tụi tôi chứ. Thôi này nói sợ tôi mà, đây tôi đang làm luôn nè. Trời ơi ghê quá à. Sợ ra đây. Mấy con Doraemon đây. Sợ ra đây. Ra.
Con Dora Mini này. Ôi ôi, con Dora Mini kia bị cháy rồi kìa. Dora. Mày á mày. Trời ơi. Hay quá. Hết rồi. Ok, thank you. Ô, ẹo, trời ơi, con trai mà sợ con trùng nhét cây đúng không mấy bạn? Trời ơi, ghê, muốn chết luôn mấy con đó. Bye bye. Nói gì đâu mà. Không có gì hết. Ôi giời ơi. Ma cà tân. Sao lại có con trùng ở đây vậy trời? Ông sợ ma hả? Sợ ma cung thi lắm. Nhảy ghê lắm. Trời ơi, ghê quá à. Thôi đi nhanh đi, ghê quá à. Trời ơi, nhưng mà quay chở tôi qua ấy. Nè, đưa đây cậu cho. Sợ của mình đi chứ. Bạn thì là nhút nhát tuyệt mệt thiệt chứ. Nếu mà qua nói sợ thì làm gì tôi bay có phòng này để tôi bay coi nữa con quỷ. Ngu. Giống như mình đi bay, đúng không nè? Ừ. Quỷ rồi mòn nè. Gì vậy? Lửa không vậy trời? Hả? Cái gì vậy xong? Ây da. Gì? Tao không sợ tôi. Ai? Ông đi vô đây. Tôi biết rồi. Cái này là sợ Jimmy khi mà giữ nè, đúng không? Đúng rồi, bà biến thành bà chằn lửa sư tử Hà Đông là ghê muốn chết luôn á. Bồn bồn nặng nghe sư tử đúng không? Đúng rồi. Hay đó đồ công an. À, tôi giỡn với bà ta. Tôi giỡn với bà. Con giỡn mặt với tôi hả? Bắn tôi giỡn. Trời ơi, nói sợ của bà như con quỷ vậy. Biết không, mới đây em không? Đi ra. Đi ra khỏi nói sợ tôi đi. Dài luôn. Đi. Trời ơi. Con nói sợ rồi, bây giờ qua coi yêu thích của tôi đi để cho bà coi. Để tôi coi con yêu thích cái gì vậy? Nào. Vô đây. Đang qua đi. Đó. Cơm sườn em thì cơm chứ anh đừng cơm sườn em anh nha. Ăn cơm sườn ơi, ngon lắm, ngon lắm. Đó. Tôi Pokemon ăn cơm sườn bao giờ chưa? Không biết luôn. Ê, Doraemon thằng chó này nè, Doraemon. Nó nói với tôi á, nè thằng chó tóc xanh này nè, nó nói với tôi á là nó nụ chừng nào nó gặp ông nó sẽ bỏ 10 con chuột cho cái đầu của ông á, Doraemon. Cái gì? Cái thằng này hả? Được rồi, cứ để đây, mốt tôi sẽ làm một món bảo bối, tôi sẽ trả thù cho nó. Tôi sẽ biến nó thành một con gì nó sợ á? Con chó, nó sợ con chó lắm. Ok, tôi sẽ biến nó thành con chó. À. Nó mất tiêu bồ đó rồi. Trời ơi, nó mất tiêu rồi. Ném vào bên kia rồi. Bò nó đi mua khẩu trang rồi, Doraemon ơi. Ê, bò nó mang cái ngợn mà. À, bò nó đi mua khẩu trang rồi. Bữa nay sao nó chỉ vô cái cửa kìa, không lẽ nào. Ôi ôi, hai đứa này trao chút xích cho nhau nè. Cái này là tôi biết nè. Cái này là Hay Gia cực kỳ thích ăn cơm sườn. Mà Hay Gia thích ăn cơm sườn vào buổi tối nữa. Đúng rồi, cơm tắm đêm á. Bởi vậy chỗ này bà thấy ông đó màu đen đó. Có bao giờ Mimi đưa xúc xích cho Doraemon chưa? Lại. Có bao giờ Mimi đưa xúc xích cho Doraemon chưa? Ê, tụi nó chạy tim kìa. Trời ơi, tụi nó chạy tim. Trời ơi, vô ăn cơm sườn, vô coi nỗi sợ của tôi hay đi coi tụi nó vậy. Ừ, không biết luôn á. Cái này tưởng đâu là biết cái gì ông Mia đi ăn cơm chó của tụi nó. Mimi thích ăn cơm sườn giống tụi tôi không? Ê, ăn thích ăn chung chết thôi, nhưng mà ăn nhiều quá thì sẽ ngán chứ, sợ ăn. Trời ơi, ăn cơm sườn ngon vậy là tôi có thể ăn hàng ngày luôn á. Rồi, rồi, đi cửa tiếp theo. Tôi thích ăn bánh. Ủa? Mấy bạn có ăn cơm sườn giống tôi không? Comment bên dưới nha, hơi bị ngon. Mấy bạn có ăn gì giống tôi không? Đừng quên bình luận phía dưới nha. Ghê vậy bà ơi. Bánh đó ai ăn có mình đôi môi nó ăn. Hả? Đúng rồi. Trời ơi. Sở thích tiếp theo là thích dài. Đúng rồi. Tôi khi tầm dài nhiều quá mà. Tôi được biết là ông quá trời dài rồi mà ông còn thích dài nữa. Thì phải hết chứ, hết tất cả mà làm sao để mình có được nhiều mà mấy đôi mình thích mà là hết hết. Vô đình thôi hả? Đúng rồi, tôi chỉ thích Nike với là vô định thôi à. Mấy đồ này chán mà không có gì hay hết á. Hay quá rồi nhìn mày có bao giờ mang được dài đâu ở Doraemon. Đừng động em nữa đâu. Đi tiếp đi. Ai ơi, nó không dữ rồi. Người ta chơi coi ngắm gì hết là đuổi anh đây giờ mấy bạn. Cái gì á, làm gì nhanh quá à. Người ta vô nổi thích thì tụi bay đi nhanh lắm. Qua nổi sợ tụi bay đi từ từ.
Mãi yêu fan. Đúng rồi. Upline, upline đi. Này là upline của ông á hả? Upline của tôi nha, không có dùm mì dùm đó. Ủa? Dùm mì xuống làm fan đi. Vui quá dạ, vui quá dạ. Thôi cho mượn cái mic nha để hát. Thôi. Ông hát coi. Bà gì? Quên mất tiêu rồi, hát trước đi, ai hát trước đi. Này tính ra mày đòi, mày đòi hát luôn á được không? Đợi xíu, đang nhớ lại. Trời ơi, ôi ôi quá trời fan luôn. Là sở thích của Nha là được gặp mặt Kan là đúng không? Nha, để tôi hát, tôi nhớ bài rồi. Đây, để tôi hát nha. Hát đi. Ok, để tôi hát một lần nữa nha. Ừ. Vì mình quá thích bạn rồi, phải làm sao? À, vậy là có được không? Phải làm sao? What the hell? Bây giờ nè, nhìn nè, từ. Trời, Doraemon có bảo bối thần kỳ chứ không có bảo bối tụi nè. Gì vậy? Không nghe gì hết vậy? Ủa sao kỳ dữ vậy Doraemon? Người ta gọi đó là quay. Alo, mày nói gì vậy mày? Nói gì? Ừ. Nói lại coi. Rồi. Hát coi. Nó bị xúc xích rồi. Rồi. Ôi trời ơi. Người ta mới gọi là quay. Ủa, căn vòng màu vàng. Đâu. Đó. Wow. Thành cầu tim. Wow. Thiệt là cảm động. Ôi trời ơi là trời. Rất là nhiều thành viên sinh tốt ở trong đây luôn nè. Ước gì có tôi. À. Thôi. Ở đâu ra ông nội? Ở đâu ra vậy ông nội? Xuống đi ông nội. Vô viện thú. Vô nay làm gì? Trời ơi. Gái thầy cơ thầy. Thầy tối ngày nằm ngủ hoài trời. Thằng này là tôi muốn đạp vô mặt nó. Đá vô mặt nó. Doraemon đá vô mặt nó giùm tôi vậy. Ok, đá vô mặt nó. Đạp vô cái mặt nè. Thôi xin lỗi nha thương thương. Ok. Thôi đi qua phòng khác đi. Phòng này là tôi yêu quý xin tố tim đó. Wow, phòng màu xanh hả? Màu xanh. Ôi ơi, ôi ơi. Tụi vô này của ai vậy? Ai siêu quắc vậy? Ai vậy ta? Đây là tôi. Trời ơi, căn phòng này ra tích mình nè. Ê, ừ, quá. Chính là tắc kè hoa đúng không? Nani? Rồi, thấy bên đây màu trắng nè, xong rồi bên đây màu vàng, xong rồi lại bên đây là màu hồng, rồi qua bên đây là màu đen, rồi qua bên đây nên là màu quá trời màu luôn. Trời ơi, hay quá dạ. Cái đầu mày á, Doraemon cục cục, Doraemon cục. Ôi da, ôi da, ôi da. Người ta xinh như vậy mà. Trời ơi, xinh á, xinh mới đổi được màu đó. Trời ơi, nhướng nhìn nó dưới nhìn lên mất cười quá à. Trời ơi, nhìn cái mặt cô tè. Nhìn cái mặt này cô tè nè. Nhìn từ đây nhìn lên là nhìn cô tè lắm nè. Tới gần đi, tới gần xong rồi nhìn lên. Ai mặt nộng quá ai. Sở thích luôn hả? Wow, quá thích Doraemon. Liêu 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 liêu. Ôi, đây rồi. Khùng quá. Ai? Tìm người khác rồi chứ không có trong TBA. Bây giờ qua ghét nè, bây giờ qua ghét sẽ có Doraemon nè, ganh thôi. Okay, rồi sao Doraemon bị bỏ ra gì vậy? Không ai thương Doraemon hết, Doraemon là đồ bị bỏ. Ờ, kỳ vậy, đây. Không ghét gì vậy? À, cái này tôi hiểu nè. Ý nha, cực kỳ ghét. Đóng được. Ghét sa mạc. Ghét sa mạc, ăn ngủ Doraemon này. Ghét trời nắng. Đúng vậy mà. À, ông mày ơi. Trời này xong có mặt trời mà toàn có lava không vậy? Ê là ghét nóng đó, ông có biết rồi khi lọt xuống lava nó như thế nào không? Đó, ông xuống đi rồi hả hiểu? Đó, ai nóng nha. Hết đồng Doraemon. Chiếc keo căn mộc, chiếc keo đó coi là cái gì? Hiểu rồi, thế đi coi phòng tiếp theo là phòng gì? Mà ghét cái gì mà ghét dữ vậy? Ôi, ôi, cái màu xanh lá. Gì vậy? Xong luôn, ghét ai vậy? Ôi, đúng rồi. Hello, đây là căn phòng ghét ăn gao. Ai về team ghét ăn gao đưa tay lên. Ôi. Yeah, Doraemon thích ăn bánh rán ăn rau không Doraemon? Tôi tìm bánh rán. Bắt tay. Bảo vệ thực vật hả? Gì vậy? Không. Tôi không thích ăn rau thôi. Ừ, tào ý là lao, một rau. Anh cũng là một người sở thích không thích ăn rau. Nhưng mà nếu các bạn biết ăn rau thì càng tốt cho mọi người. Đúng rồi, mặc dù tôi thấy biết là rau nó tốt lắm. Nhưng mà tôi không ăn được rau. Nó có cái mùi kỳ lắm. Ôi, đi qua phòng khác đi. Đứng ở đây tí ám ảnh quá. Phòng này là màu đen. Ôi. Doraemon nè. Vô đi. Cái này là ghét cái gì vậy? Biết rồi, biết ghét à, gì không? Tôi biết rồi, ghét trời về đêm. What?
kiểu chỗ nào mà dơ á hả? Đây chính là trời mưa. Tôi ghét trời mưa. Không có mưa nào hết vậy? Không có giọt mưa nào hết á. Đôi môi có máy tạo mưa không? Ừ, đôi môi làm máy tạo mưa đi. Máy tạo mưa cho bạn xem. Đây, để tôi giới thiệu nha. Đây nữa nó sẽ mưa. Từ từ đợi 5 phút, đếm 5 giây đi. 5, 5 phút mà đếm 5 giây. 3, 2, 1. Mưa đi rồi em ơi. Bạn đếm nhanh quá, bạn đếm từ từ thôi. Đếm từ 1 đến 10. 1, 2, 2 3, 10, 3, 4, rồi, tôi phải 5, cái máy cho nó... 6, à, quá 7, 8, 9, 10. Rồi đâu em ơi, chưa có mưa nữa đâu. Em ơi, giảm. Mưa kìa, mưa kìa. Sao? Đâu? Ồ oh. Mưa. Sao vậy? Không có gì hết rồi đôi mân. Giảm quá. Nó không hoạt động trong. Tại sao ông ghét trời mưa? Tại bà biết. Tại vì á, một người mang giày rất thích giày thì rất ghét trời mưa. Bởi vì trời mưa thì sẽ làm dơ giày. Mà trời mưa thì thường thường không mang được giày. Nên vì thế tôi rất ghét trời mưa. Hiểu chưa? Kỳ á. Nếu trong nhà cần gì cởi giày. Doraemon thích trời mưa lắm nè. Tại nhờ trời mưa Doraemon mới biến hình màu này á. Wow. Vô. Ôi. Wow, Huy ghét Jimmy khóc hả? Không, đoán đi. À, tôi biết rồi, cái này là Huy ghét Jimmy. Không, ghét. Không, đoán đi. Huy ghét Jimmy bị tụi này ăn hiếp. Không, ghét đi. Không, đoán đi. Ghét đi, ghét đi. À, Huy ghét ai ăn hiếp Jimmy. Đúng rồi. Ừ, thằng chó này nó hay ăn hiếp tôi lắm nè. Đó, hai con cốc đột này nè, hai con cốc đột đỏ xanh nè. Ừ, thằng đỏ thằng xanh đó. Có gì tôi chạy tôi nói cho. Mà nếu là nó cho tiền thì thôi em ơi, hay là bạn chửi đi. Chửi hai chi ngu. Ừ, bạn chửi đi. Hai chi ngu. Huy ngu. Tôi làm cái gì đâu. Huy ngu nữa đâu em ơi. Thôi bạn chửi đi. Thôi bạn chửi đi. Ơi, ông chịu, ông chịu. Mình bắn bạn. Sao tôi phải chửi? Sao tôi tự nhiên kỳ vậy? Bạn bắn tôi. Thầy phải chửi đi. Bạn không thương tôi nữa hả? Bạn là bạn của tôi mà. Ngu. Không, thằng đứng xưng Quy Ngu. Thằng Quy Ngu. Thằng đứng xưng Quy Ngu. Đó, nói chung á là phòng này của tôi là tôi ghét nhất. Những nào mà dám ăn hiếp giùm mì là xử liền nhất trong màn Doraemon nữa nè, đúng không? Đúng rồi, tôi... Ông mà làm sao với tôi sẽ nói ông ăn hiếp tôi cho Hi Ha xử ông á. Dạ, tổng thống á, leo. Thôi, qua căn... Hết rồi. Thôi. Ôi trời. Ôi trời. Nhưng mà eo vô là tôi được biết á là ai cũng có bí mật, căn phòng bí mật đâu. Không biết. Căn phòng bí mật ở đâu vậy? Cái kèm phụ tôi đi rồi cho mà. Ok, tôi sẽ tìm phụ cho. Tôi nghĩ là nó sẽ ở trong cái trái tim này. Không biết, không biết gì hết, không biết gì hết, không biết gì hết. Thôi, khỏi tìm. Ê, thấy rồi. Ủa đâu rồi? Thấy rồi đó nha, leo. Trời ơi, giấu vậy rồi còn biết được nữa. Để coi cái gì đây, cái gì đây. Cái gì trời? Toàn hình mình với da không vậy nè trời. Đẻ 10 đứa con để thành đội bóng. Trời ơi, ông nội. Trời ơi. Oh my god. Quá trời là nhiều ảnh luôn. Trời ơi, con có nhiều quá không chịu. Mắc cười quá. Doraemon cũng có ảnh gì nào với Mimi á. Cười vô cái mặt Doraemon. Ôi ơi, đẻ những đứa con luôn hả? Đúng rồi, 10 đứa thôi à. 11 đứa chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mà. Ủa 2, 4, 6, 8, 10 vậy còn đứa đâu mất kêu người ta. Nè, đứa này vô coi. Papa. Đứa này vô làm tiền đạo hả? Yeah. Mày là hú mô mập quá. Hú mô để đỡ cho. Ủa gì đâu, đem đi đi. Mày làm cho. Ai cho mày ở đây vậy? Ai đừng nhét tôi vô lại mà. Nhét vô. Trời ơi. Ôi. Người em ơi. Ôi chết, coi sao tôi cầm đứa nào đứa nó cũng xỉu xỉu. Trời ơi, không sao, tí nó hồi trên lại. Trời ơi, biết bí mật quý gia rồi. Hợp lý không, Jimmy? À, muốn mà lấy không, mà lấy đâu. Trời ơi, vậy kiếm móc túi đồ đi mà, lấy đồ ra dạ. Móc túi đồ đi mà, lấy đồ ra dạ. Ây da, ây da, đừng có móc túi tôi. Móc nè, móc nha. No. Ủa, lo từ đồ ra mini ra đi. Ừ, để tôi lo từ đồ ra mini ra, tôi lo hết cả lũ đồ ra mini ra nè. Ai đó, ba đó. Trời ơi, nghe tôi nha. Rồi, lo hết thì còn ai đứa nữa hả? Đừng!
xe đâu rồi? Đứa màu vàng nữa. Gì vậy? Ơi. Còn đứa đồ đam mê màu vàng đâu rồi? Tôi đây nè. Đâu ở sau này nè. Ai ơi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi nè. Đúng rồi, bây giờ Doraemon vừa kẹo mình đó mấy bạn Doraemon đáng yêu của mình ơi. Bây giờ mình muốn mấy bạn xử Doraemon giùm mình. Ta là chủ okay. 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 Mày nhét tao trong bụng hơi lâu rồi con. Nhét tao trong bụng hơi lâu rồi con. Ôi ơi. Ôi ơi, quậy trong cái tim đi rồi. Ôi ơi, ôi đi, tết qua đây đi ơi. Thôi đi 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 ra khỏi đây thôi Doraemon ơi. Đó, đó, đó. Giúp mấy tiền là đáng nha. Giúp đừng có quậy nữa, dừng lại. Chị Dâm ơi, chị Dâm, em có phản ách muốn tặng cho chị thì bằng cách nào bây giờ? Có luôn em ơi, hiện tại chị và Ania có một nhóm Facebook dành cho fan tên là Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hia và Jimmy. Em hãy gõ cái tên đó vào phần tìm kiếm trên Facebook, sau đó nhấn vào như chị chỉ. Tiếp theo là em phải trả lời 3 câu hỏi siêu đơn giản, rồi Ania hoặc chị sẽ phê duyệt em vào nhóm luôn. Vào đó em có thể đăng bất cứ thứ gì cũng được, miễn sao là về Hia và Jimmy là được. Cái này dặn kỹ nha. Nhớ là chỉ là Hia và Jimmy thôi đó. Còn các bạn nữa, nếu là fan của Hia và Jimmy thì cũng tham gia vào nhóm Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hia và Jimmy để giao lưu cùng với mình.